Quán mình tên là quán Huy Mê. Những cái món ăn trong quán này là những cái món mà mình rất yêu thích. Mình có phương châm là mình mê cái gì mình bán cái đó, mình ăn cái gì mình bán cái đó, mình thích cái gì mình bán cái đó thôi. Giá nó cũng khá là bình dân. Quán anh thì hoạt động khoảng hơn 2 tháng rồi. Ở đây thì anh sẽ có là beef steak bò Mỹ. Khi mà bán thì khách hàng có nói là nó rất là mềm. Tại vì khi mà mình ướp rất là kỹ, tự mình một mình ướp hết. Nhân viên là sẽ không ướp, cho nên là mình sẽ đảm bảo được cái chất lượng cái phần đó. Bò thì mình nhập cái loại cao cấp của Mỹ. Thứ hai đó là súp cua, đó là hai món anh thích nhất. Súp cua thì ở đây anh có rất là nhiều loại topping. Ví dụ như là ốc heo, vị bò, trứng cá Epico, tôm, trứng bắc thảo, hào. Nói chung là rất rất nhiều topping. Anh có làm một cái súp full tất cả các topping gọi là Superman. Ngoài ra thì anh còn có thêm xôi gà, mì Ý, các món chiên, trà trái cây như là trà đào, trà lụ, trà ổi hồng. Nói chung là rất rất nhiều, một thiên đường ăn vặt luôn. Ở đây thì mình sẽ có 6 loại sốt: sốt phô mai, sốt trứng muối, sốt chua cay, sốt kem nấm, sốt BBQ và sốt tiêu đen. Hai cái sốt mà anh thấy khách thích nhất là sốt BBQ và sốt phô mai. Toàn bộ những cái sốt là anh nêm nếm theo cái khẩu vị của người Việt hết. Thì anh làm theo giống như kiểu bình dân á, những người bình thường sẽ dễ tiếp cận hơn là những cái món Tây, vị Tây. Khách đến khoảng 10 người thì sẽ có 7 người khen cũng vừa miệng và người ta sẽ quay lại. Còn một số thì người ta góp ý cho anh thì anh cũng có cải tiến đổi. Quán mình tên là quán Huy Mê. Tại vì tất cả những cái món ở trong quán mình là do mình rất là mê, mình đam mê ăn luôn, cho nên là mình nấu ra những cái món này. Cho nên là mình đặt tên là món Huy Mê. Và mình tên là Huy. Mình có phương châm là mình ăn cái gì mình bán cái đó, mê cái gì mình bán cái đó thôi, thì khách hàng cũng sẽ cảm nhận được và sẽ yêu thích cái món ăn đó giống như mình. Những cái thực phẩm ở trong quán mình á, đa số là mình mua ở trong siêu thị, chẳng hạn như những cái rau, củ, quả hay thậm chí là những cái trứng, trứng bắc thảo, trứng cút, mình đều mua ở trong siêu thị hết. Cho nên là cái nguồn hàng rất là đảm bảo và mọi người ăn và mọi người có thể cảm nhận được cái chất lượng của nó. Mong các bạn sẽ đến ăn thử cũng như là ủng hộ cho mình. Địa chỉ là số 31 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10. Quán của mình là hoạt động từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Số điện thoại hotline bên mình là 0901331289. Hiện tại thì quán anh chỉ mới có làm việc với lại bên Now thôi. Sắp tới anh sẽ thêm vô Bimin, Blue Ship hay là những chỗ khác nữa.